Bây giờ để em so sánh tôm cho anh chị xem. Cái này là tôm ở nhà làm, cái loại mà phơi trước khi lột vỏ. Rồi cái bên này là cũng một loại tôm mà lột vỏ trước khi phơi. Thấy cái màu nó khác đúng không? Màu này đậm hơn, màu này lợt hơn. Rồi cái này tôm ở chợ nè. Cái này là nó bán trong bịch đấy 3 ounce mà 6 đồng, hình như 6 đồng 49 cent ở chợ Asia. 3 ounce. Thì mình đổ đây để so sánh nè. Anh chị có thấy là tôm nào nó nhìn tốt hơn không? Màu đẹp hơn không? Cái nhà mình nó màu tươi rói à, coi như là mình không tắm màu phải không? Với lại hơi ăn liền, còn ở đây đây của chợ này vẫn còn ẩm, hơi ẩm ẩm chứ không có khô ráo như của mình làm. Đó, kích cỡ thì cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà nó bán tới 6 đồng 3 ounce. Đây là 4 phao tôm. Nước để vừa đủ ngập tôm, với lại thêm một muỗng rưỡi cà phê muối tùy theo độ mặn các bạn thích. Mình thì thích không thích mặn cho nên mình dùng một muỗng rưỡi cà phê muối cộng với 4 phao tôm. Mình không muốn nước nhiều quá. Chỉ dạng dạng khoảng vừa ngập là được để giữ độ ngọt. Mình nấu tổng cộng là 8 phút trong nước sôi. Sau 8 phút mình tắt bếp, rồi mình lấy ra khỏi bếp. Mình sẽ để đây ngâm 10 phút để cho nó ngấm nước muối trong đây. Trước khi mình đem đi phơi, mình cái này đã ráo nước rồi nè. Bây giờ mình chảy lớp mỏng lên đây, tay rửa sạch thì mình chảy tôm lên trên cái khay mình phơi khô. Hai khay đầu mình để vỏ, hai khay sau mình không để vỏ, thử xem coi tôm khô nào ngon hơn. Cái phần mà mình lột xong rồi mình để phía dưới, tại vì ở trên mặt nó sẽ mau nóng, mau nóng mau khô thì mình để cái có vỏ trên, cái không vỏ ở dưới. Cái máy này khi mà làm thịt cá này kia đó thì nướng phơi khô cũng là 160 độ F. Mình sẽ để đây 4 tiếng đồng hồ, mình sẽ thăm chừng. Khi giờ đã 4 tiếng, mình đã kiểm tra hồi nãy rồi, giờ bây giờ cho các bạn coi lại. Giờ nó khô rồi mình có thể lột ra. Hoặc là bỏ trong túi đặt nó, đem so sánh coi cái lột rồi là cái chưa lột. Cái lột rồi thì nó khô hơn nhiều, còn cái chưa lột thì nó khô vừa vừa tới thôi. Khô vừa tới mà có tôm thì nó còn bự hơn được lột rồi. Các bạn muốn có màu giống màu gì thôi, muốn màu đậm màu lợt, màu đậm thì phơi không cần vỏ, còn màu lợt thì phơi có vỏ. Nhưng mà nếu mà để làm bán á, phải làm cái loại có vỏ thì tôm thấy bự hơn.
con nửa này thì mình phơi trước khi lọc vỏ. Còn phần bên này thì mình đã lọc vỏ trước rồi mới phơi. Còn cái đuôi chưa có lột, nhưng mà tôm lột vỏ rồi thì màu đậm hơn, với lại nó ốm, nó nhỏ hơn, tuy là một size giống nhau mà tôm chưa lột vỏ này. Lột vỏ rồi mới phơi, chưa lột vỏ cái màu nó khác phải không? Với lại cái chưa lột vỏ thì khi mình đập ra đó, sau khi khô rồi thì nó lớn hơn, nó lớn hơn con mà con bên đây. Dễ nha, mấy bạn theo dõi, cả nhà theo dõi hầm tôm khô bằng lò làm khô bò. Bây giờ để em so sánh tôm cho anh chị xem hen. Cái này là tôm ở nhà làm, cái loại mà phơi trước khi lọc vỏ. Rồi cái bên này là cũng một loại tôm mà lọc vỏ trước khi phơi. Thấy cái màu nó khác đúng không? Màu này đậm hơn, màu này lợt hơn. Rồi cái này tôm ở chợ nè. Cái này là nó bán trong bịch đấy 3 ounce mà 6 đồng, hình như 6 đồng 49 cent ở chợ Asia. 3 ounce. Thì mình đổ đây để so sánh nè. Anh chị có thấy là tôm nào nó nhìn tốt hơn không? Màu đẹp hơn không? Coi như ở nhà mình nó màu tươi rói à, coi như là mình không tắm màu phải không? Với lại phơi ăn liền, còn ở đây đây của chợ này vẫn còn ẩm, hơi ẩm ẩm chứ không có khô ráo như của mình làm. Đó, kích cỡ thì cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà nó bán tới 6 đồng 3 ounce. Còn tôm này mình làm ở nhà đó. Được cũng cũng một gần một hao mà chỉ có hai mấy đồng thôi đó, mà mình để muối vừa ăn thôi nha, không có mặn. Cái của chợ nó vừa mặn, nó vừa ấm ẩm nữa nè, đôi khi để lâu quá nó bị mốc nếu không bỏ tủ lạnh. Còn của mình làm nhà nè, rớt xuống nghe nghe bóp bóp đó, nghe âm thanh là biết là tôm khô hay chưa khô phải không? Nè, bây giờ trộn chung nhau nè, các anh chị thấy không? Vẫn còn ở chợ vẫn còn màu nó sậm hơn. Đó. Rồi, khi video ra anh chị xem để làm theo. Bye bye, thank you. Make dry shrimp is easy. You need 4 pounds of dry shrimp, any size you like, and you just need enough of boiling water with 1.5 teaspoon of salt. I don't like it too salty. If you like it salty, you can add in up to 2 teaspoons with 4 pounds of shrimps. We don't want too much water, otherwise it dilute the flavors. Stir it on high heat. Okay, we cook it the total of 8 minutes with boiling water. So we leave it soak for 10 minutes before we gonna dry it. This one already drained, so with your clean hands after it drained and cool and the seasoning is absorbed, you want to spread it thinly so it don't kind of it don't clang on each other.
So I would try peel some that fills the last two tray, and two tray will leave the shells on and see which one tastes better. So for the one that it's peel, the skin peel, you want to leave it in the bottom because the temperature is hotter on top. You want the shells one on top so it's have time to heat it all up together. And this machine I set for meat, fish, and turkey is 160 degrees. I will leave it on for 4 hours and come back check again. If you want, you can put in a Ziploc bag and smash it or check if it's dry. Okay, that is the one with the shells, and the very bottom is the one without shells.